Nhân viên bên shop chúng tôi đến máy đang quay video thực tế để cho khách hàng trải nghiệm đây. Bộ máy đang quay thực tế cho khách là bộ 3 ký đầu Anovi 2500. Đây, áp đang chạy anh em này đang ở mức là 153 này. Lưu lượng con này sẽ là 15 lít một phút. Bếp đang sử dụng là bếp không độ anh em nhá. Đây là bếp phá này. Nào. Tăng bếp chưa? Theo máy của nó sẽ là 4 bếp nhá, từ 0 độ đến 40 độ. À, nhả. Bóp. Rồi, nhả đây. Về bộ này nhá, được lên trên bộ khung 4 bánh này. Nếu mà cấu hình mà 3 ký đầu Anovi 2500 khung 2 bánh thì sẽ là 6 củ 8 ti sứ. Còn nếu mà 4 bánh ấy thì thêm 200 nữa là 7 củ. Hộp điện thì sẽ lắp cho anh em là đèn báo này, công tắc tắt mở này. Bên trong là át chống giật khởm từ này. Tất cả thiết bị này đều của Nhật bãi anh em nhé. Rất ngon luôn. Phụ kiện thì bao gồm của nó sẽ là 15 mét dây này. Súng 4 bếp. Ngoài ra là tặng kèm anh em mình bọt 1 lít để anh em về rửa chạm. Nhắc lại nhá, giá là 7 củ, khung vuông 4 bánh. Motor 3 ký đầu Anovi 2500. Con này là ti sứ anh em nhá, ti sứ tua chậm. Đây. Giá ngon đấy. Chế độ bảo hành chuẩn. Bảo hành cho anh em là motor 6 tháng, cháy thì đổi mới motor luôn. Đây. Chính vì vậy đây, khách hàng chốt rất là nhiều luôn. Anh em có thể nhìn thấy hàng đi hôm nay này, cực kỳ nhiều luôn. 7 củ anh em nhá. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ bên chỗ đồ máy, có đầy đủ hết các dòng máy rửa xe cho anh em. Từ những dòng nhỏ nhất rồi đến những dòng công nghiệp chuyên dụng luôn. Đây này, có cả bình bọt cho anh em luôn này. Combo cho những anh em về mở hiệu rửa xe này, bình bọt này. Rồi máy nén khí này. 80 lít, 100 lít, 120 lít, 200 lít đầy đủ hết nhá. Rồi một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh em đã theo video.